chào mừng quý thính giả đến với kênh nghe Chuyện hay quỳnh giáo rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh nghe Chuyện hay hôm nay quỳnh giáo gửi tới quý thính giả một truyện ngắn hay của nhà văn phan, phan cao tọa truyện ngắn nghề và nghiệp truyện ngắn là câu chuyện về hành trình buông bỏ những giá trị vật chất để tìm về với những giá trị tốt đẹp bên trong của mỗi con người Quỳnh Sao hy vọng rằng chuyện ngắn sẽ mang tới cho quý thính giả những bài học vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống. Và đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình với Quỳnh Sao trong phần bình luận dưới video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Buổi sáng, khi tôi loay hoay gỡ tấm biển phòng mạch tư từ bức tường treo trước nhà xuống nhiều người vây lấy tôi trong số đó có người từng là bệnh nhân được tôi chữa khỏi có những người là bạn một người hàng xóm thân thiết tắt lửa tối đèn có nhau nói với tôi với giọng xa lạ có chút trách móc ông quyết định thật rồi à ông bỏ ngành y thật à tôi đáp không chút nưỡng lự bỏ thì không làm sao mà bỏ được sáu năm ăn học, ba mươi năm vui buồn với nghề, làm sao mà bỏ được? Nhưng tôi không hành nghề y nữa. Vớ vẩn, cứ nói trắng ra là ông bỏ cuộc. Nhiều người nghỉ hưu rồi mới mở phòng mạch. Đằng này phòng mạch của ông đang đông khách, tại sao ông không tiếp tục giúp đỡ bệnh nhân? Tôi vã mồ hôi. Không phải vì câu hỏi hóc búa của ông hàng xóm mà vì tấm biển treo cao lại đóng chặt vào tường rất khó gỡ một người đạp xích lô còn trẻ thấy tôi vất vả với tấm biển ấy liền xuống xe xúm lại gỡ giúp người này vặn một cái thật mạnh tấm biển bật tung khỏi tường trao cho tôi tấm biển có ghi tên họ ngày giờ khám bệnh hàng ngày sau anh hỏi tôi với giọng lo lắng bác thôi không khám bệnh nữa à bác có nhớ em không chính bác đã chữa bệnh cho con cháu đầu của em hôm ấy mà không có bác chắc gì nó đã sống đến ngày hôm nay tôi ầm ờ cất tấm biển vào trong nhà rồi theo ông hàng xóm ra quán cóc đầu phố quyết định bỏ nghề y của tôi khá đột ngột và ông hàng xóm tốt bụng như muốn khuyên tôi Ông gọi hai chai bia Sài Gòn, rót ra hai ly mời. Tôi có biết mấy năm nay ông viết văn. Đã có nhiều chuyện đăng báo, tôi có đọc, xem phim của ông nữa, có bài báo khen ông, coi ông là một hiện tượng, tôi mừng cho ông. Nhưng ông mà bỏ cái nghề y đi, tôi tiếc lắm. Ông đang hái ra tiền. Vâng, tôi đã từng hái ra tiền người bệnh như những con cừu non ngu ngơ đến nộp mình cho chó sói hỏi bệnh vu vơ mấy câu cho có lệ chụp ống nghe lên ngực lên lưng gõ gõ sờ sờ tất cả chỉ làm phép lại có khi xa vẻ ta đây con nhà khoa học cho bệnh nhân đi xét nghiệm siêu âm có được một mớ giấy trên tay rồi thì soạn bệnh của ông hay của bà của cô nặng lắm đấy may mà phát hiện sớm chứ không thì cho một cái đơn thuốc bao vây đủ thứ thuốc thế là khỏi thế là bệnh nhân khen người này truyền người kia thế là tiếng tam nổi như cồn cũng có những ông giám đốc này giám đốc nọ sẵn tiền chùa chơi bời em út dính bệnh xã hội cỗ máy chém của tôi lúc ấy được mở hết công suất túi tôi căng phòng con bệnh thì như cha chết sống lại có điều những lần chém chặt xong đêm tôi thường rất khó ngủ nghĩ ngợi lung tung về sau càng đông bệnh nhân túi càng rùng rỉnh lại càng khó ngủ tôi mắc bệnh khó ngủ mãn tính khi mất ngủ thời gian cứ đầy áp trước mặt không làm sao cho hết tôi thường đọc sách khuya đủ loại Thấy văn chương hay hay Chuyện trong sách đẹp hơn đời thường Tôi vào vạch cầm bút Dần thành quen Một vài tờ báo in chuyện ngắn của tôi Tôi tưởng mình ghê gớm Cắm đầu cắm cổ viết Và nhận được giải thưởng trong một cuộc thi Tôi như đang bay trên văn đàn Thể sống chết với chữ nghĩa Bây giờ thì không dứt ra được nữa Thành một thứ nghiệp chướng cho nên khi nghe ông hàng xóm nói vậy tôi đáp thành thật cũng phải chia tay với ngành thôi anh ạ à. văn chương nghiệt ngã lắm nếu tôi không dốc hết tâm huyết chẳng thể nào có tác phẩm hay cho nên tôi chỉ có thể chọn một trong hai nghề hoặc là nghề thuốc hoặc là nghề văn không thể bắt cá hai tay và thế là anh chọn nghề văn vâng Ông hàng xóm im lặng, thư xa. Ly bia vẫn còn nguyên, bọt bia đã tan, cốc bia vàng sẫm thành một màu nhợt nhạt. Cả hai chúng tôi không ai đụng tới. Ông hàng xóm thở dài, buông một câu lửng lơ. Vậy thì tùy ông, tôi cũng không biết khuyên ông thế nào nữa. Những ngày sau đó, tôi đóng cửa suốt ngày ngồi viết, hai tuần một cái chuyện ngắn, Gửi đi, nếu được đăng, tôi nhận được 200 nhuận bút. Mỗi tháng được 400 ngàn. So với phòng mạch tư, thu nhập của tôi chỉ bằng một phần mười. Tôi không lấy thế làm buồn. Một hôm, đang ngồi sửa bàn thảo, vợ tôi đến bên, thủ thị. Anh ạ, à, thủy dương nó học trong đó tốn kém quá. Tháng em phải gửi cho con 700 ngàn. Bây giờ con xin thêm 300 nữa để học thêm anh văn buổi tối. Tôi biết vợ tôi là người đàn bà chịu thương chịu khó, tôn trọng mọi sở thích của tôi. Ngay việc tôi bỏ nghề y, nhà tôi chỉ buồn, không dám phản đối, không ủng hộ. Bây giờ số vốn dự trữ đã ăn gần hết, vợ tôi nói vậy có nghĩa là cô ấy rất cần tiền thoáng nhìn tôi thấy chiếc dây chuyền năm chỉ trên cổ nhà tôi không còn nữa tôi không dám hỏi vì đoán biết những của chìm trong nhà đã lần lượt đội nón ra đi để nuôi bố con tôi tôi bỏ dở tập bàn thảo quay lại với vợ nhà tôi cúi đầu đôi mắt rơm rớm tôi ôm nàng vào lòng vô tình đụng phải bờ vai còm nhom của nàng tôi thấy thương nàng quá Vì tôi mà nàng đã phải lặn lội Chơi hụi chơi huê Giật gấu phá vai Cốt giữ cho cuộc sống gia đình Từ khi tôi bỏ nghề y Không bị đảo lộn Những giọt nước mắt của người vợ Tào Tần thấm ướt ngực tôi Và tôi bắt đầu nghĩ về Đời viết văn Mới được 2-3 năm của mình Đôi lúc tôi nghĩ Hay mở lại phòng mạch lập tức tôi lại tự trả lời mình hành nghề y cũng không phải mình thương gì người bệnh mà cách chính là mình cần những đồng tiền của họ trong đầu tôi vụt hiện lên lời thề của cụ tổ y học phương tây và cụ hải thượng lãn ông không được coi nghề thuốc là nghề thương mại nghề kiếm sống thông thường vậy thì làm sao có thể làm giàu bằng nghề y Tôi biết nhiều người thầy thuốc giàu nứt đố đổ vách Và tự hỏi Nếu một đơn thuốc chỉ lấy 5.000 tiền kê đơn Ngày khám chừng 20 bệnh nhân Làm sao mà xây nhà, mua xe hơi được Tôi được biết nhiều đồng nghiệp của tôi chém chặt bệnh nhân Bằng cách bán thuốc với giá cắt cổ Lại không ghi rõ tên thuốc Mà chỉ hướng dẫn người bệnh Ngày uống 3 viên vàng, 2 viên đỏ, một viên xanh thậm chí có ông bác sĩ còn nghiền thuốc thành bột để bệnh nhân không biết đó là thuốc gì nhiều người thầy thuốc khi bệnh nhân vào viện còn mặc cả với họ về giá cả một ca đỡ đẻ thu bao nhiêu tiền một ca mổ là bao nhiêu không thỏa mãn yêu cầu thì chết với họ đành rằng số thầy thuốc ấy không nhiều nhưng cũng khá phổ biến mà báo chí nêu mãi cũng không hề thay đổi. May mà tôi thoát khỏi hàng ngũ của những kẻ lừa đảo cao cấp ấy, tìm cách đến được với văn chương. Tôi mượn câu nói của Gorky, văn học là nhân học, để tự an ủi mình, rằng tôi đang đến với môn khoa học làm người. Sau lần tâm sự với vợ, tôi cố gắng viết nhiều hơn, có tháng được bốn chuyện một anh bạn nhà văn lại chỉ cho tôi cách thâm canh một chuyện ngắn gửi đi nhiều báo chỉ cần tôi đổi tên chuyện hay đổi tên tác giả tôi làm theo và quả nhiên thu nhập khá hẳn cách làm ấy cũng không bền một số tờ báo phê phán tôi tham lam vì viết quá nhiều tôi biết không cẩn thận sơ lược và bị lên án là loại mì ăn liền tôi rút kinh nghiệm và viết cẩn thận hơn nhưng sự túng thiếu cứ rình rập tôi luôn nghĩ ra cách làm tiền trong văn chương trong lúc tôi đang bế tắc về chuyện thu nhập thì vào một buổi chiều một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại trước nhà tôi từ trên xe hai người đàn bà một già một trẻ ăn mặc đẹp mắt và lịch sự bước xuống họ bấm chuông tôi mở cửa đón khách vừa nhìn thấy tôi người đàn bà lớn tuổi chia bàn tay mũm mĩm ra bát và ban cho tôi một nụ cười hết sức duyên dáng xin lỗi anh là anh Toàn bác sĩ tôi đáp hấp tấp vâng tôi là bác sĩ Toàn nhưng tôi không làm nghề y nữa người đàn bà không biểu lộ vẻ thất vọng vâng chúng tôi có biết điều đó anh hiện là nhà văn chúng tôi không quan tâm đến cả hai lĩnh vực y học và văn học của anh mà quan tâm đến một lĩnh vực khác mà chúng tôi biết anh thừa khả năng tôi lắc đầu to vẻ không hiểu xin chị cứ nói rõ tôi giúp được gì xin sẵn lòng người con gái trẻ bây giờ mới lên tiếng dạ thưa bác sĩ à xin lỗi thưa nhà văn nghe nói nhà văn biết nói tiếng đức tôi cười vâng trước tôi có học ở đức người đàn bà lớn tuổi níu lấy tay áo tôi cười xanh mãnh chúng tôi đến đây cũng vì chuyện ấy cũng xin được giới thiệu tôi là hoàng vi giám đốc khách sạn thanh thanh còn cô em tôi đây là mỹ hằng phụ trách tiếp thị của khách sạn Vừa qua chúng tôi đã ký được một hợp đồng với một công ty du lịch ở Berlin. Tuần tới sẽ có khách sang. Hiện chúng tôi rất cần người biết tiếng Đức. Nói thế này thì không tế nhị lắm, là chúng tôi sẽ gửi anh một khoản tiền lương khởi điểm năm vé. Thấy tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu, cô gái trẻ chêm vào. Nghĩa là tương đương 7 triệu. Tôi giật mình số tiền ấy nếu quy ra nhuận bút sẽ bằng 40 chuyện ngắn, hơn xa cả thu nhập phòng mạch của tôi trước đây. Một khoản tiền lương thật hấp dẫn. Thấy tôi có vẻ chần chừ, cô gái trẻ nói thêm. Công việc cũng nhàn thôi mà anh. Ở khách sạn, chúng em đã có nhiều người biết tiếng Anh. Bây giờ có thêm một bác sĩ đã từng học ở Đức. Khách người ta tin lắm. Thôi, anh vui lòng giúp bọn em nhé Tôi bùi tai bà nhận lời làm thử Bà chủ khách sạn không ngần ngại mở ví Lấy ra cho tôi ba tờ đô la màu xanh Gọi là ứng trước nửa tháng lương đầu Tôi mừng sơn Vợ tôi còn mừng hơn Vì nỗi lo toan về chuyện an học của hai đứa con Và cuộc sống gia đình Từ nay đã được giải tỏa Người khách đầu tiên mà tôi hướng dẫn du lịch là một người phụ nữ Đức. Vì đã ở Berlin hơn 5 năm, tôi thuộc Berlin như thuộc thành phố của tôi. Người phụ nữ đó sinh ra và lớn lên ở Berlin, nên khi tôi nhắc đến tiệm kem nổi tiếng ở đại lộ Alexander, bà ta khoái lắm. Đó là một tiệm kem tuyệt vời. Hồi học trung học, ngày nào tụi mình cũng ra đó tôi lại gợi chuyện bãi tắm không quần áo mà người đức gọi là văn hóa quả thân bà ta cười ngất không hiểu tại sao người á đông các ông lại cho đó là việc thiếu văn hóa châu âu tụi tôi cho đó là văn hóa tôi đưa người phụ nữ giàu có đó đi chơi khắp nơi hết dốc lết lại ra đại lãnh hết đại lãnh lại lên buôn mê thuột Thời gian bà ở lại khách sạn Thanh Thanh đến gần một tháng Bà chủ khách sạn mừng lắm Trước khi về nước Người đàn bà này tặng tôi một món quà trị giá tới mấy trăm đô Trả công cho việc hôm bà mới sang bị cảm cúm Và tôi đã tận tình chăm sóc Tôi nhậm tính Bà ta ở lại thành phố này hơn ba tuần Mỗi ngày 60 đô tiền phòng Và đoàn của bà Tây gồm 10 người làm cho bà chủ khách sạn Thanh Thanh có một khoản thu rất lớn. Sau đó, tôi được giao tiếp một ông tỷ phú. Ông này sang Việt Nam lần đầu. Ông giấu quốc tịch của mình và giao thiệp với tôi bằng tiếng Đức. Ông không thèm ở phòng 60 đô mà ở hẳn phòng 100 đô. Từ cách sinh hoạt và ăn uống, tôi biết ông là một người hết sức giàu có. Biết tôi là bác sĩ Ông đổi cách xưng hô mày tao rất thân mật Và nói chuyện với tôi như hai người bạn thân thiết từ lâu Đêm đầu tiên, ông hỏi tôi Tao cần một cô gái, mày có giúp được không? Khi đã xưng hô là mày tao rồi Khi đã là bạn của nhau rồi Tôi không được phép chú ý muốn của bạn Tôi gọi điện hỏi bà chủ khách sạn Bà này cười, Chuyện đó có khó gì, yên tâm đi, anh cứ hỏi ông ta cần em bao nhiêu tuổi, gầy hay béo. Tôi hỏi lại ông khách, ông ta cho biết, ông cần một em 18 tuổi và đừng béo quá. Mấy phút sau, cô bé đã đứng trước mặt chúng tôi. Trông cô còn ngây thơ như một học sinh trung học, nhưng khi cô ta nói với ông khách thì ra dáng từng trải. Anh cho em bao nhiêu Tôi phải làm nhiệm vụ phiên dịch Nghe cô gái hỏi vậy Ông khách tỏ thái độ không bằng lòng Ông ta nói Chàng thà làm việc xong Tao trả cho thật hậu Tao không thích kiểu mua bán này Trắng trợn quá Tôi phải dịch khác đi Để cô bé khỏi phải phật lòng Em cảm phiền Ông ấy bảo em trẻ quá Cô gái vùng vàng bỏ đi không một lời tạm biệt ném vào mặt tôi một cái nhìn khinh bị. Tôi hơi khó chịu. Ông khách thì sốt ruột. Tôi phải xin lỗi đi xuống phòng tiếp tân ít phút gặp bà chủ. Tôi nói, cô bé lúc nãy thiếu tế nhị quá. Ông khách, ông ấy bực. Bà chủ cười, đưa cho tôi một cuốn album. Đây là hình các em. Bên dưới có số điện thoại. Anh chọn hộ ông ấy đi rồi điện cho em ấy đến dặn dò cẩn thận tế nhị trong chuyện tiền nong anh làm đi khách người ta chờ tôi chọn hú họa một cô và gọi điện cô gái đến cô này nhìn qua thì không xinh nhưng đôi mắt sắc và có duyên ăn nói đâu xa đấy cô vào chuyện trước tôi mấy bữa này em ế khách hôm nay nếu chúng quả em sẽ ép anh đậm. Tôi dặn, cô phải rất tế nhị, ông này không thích nói chuyện tiền nong trước đâu nhé. Hai tiếng đồng hồ sau, từ phòng của ông khách bước ra, cả ông và cô đều rất mãn nguyện. Ông kéo tôi và cô gái xuống ba trong một khách sạn. Trước lúc chia tay, ông dúi vào tay tôi tờ 50 đô và cô gái cũng cho tôi 20 đô. Tôi hiểu, cô gái đã vớ được khẩm tiền từ ông khách cô mới hậu hĩnh với tôi như vậy đêm ấy tôi về nằm vắt tay lên chán trong một ngày ngoài tiền lương tôi đã làm ra 70 đô la một số tiền không nhỏ nhưng nếu vợ tôi con tôi và bạn bè tôi mà biết chuyện này biết chuyện một người bác sĩ đã bỏ nghề chỉ vì cần tiền mà đi làm cách việc đốn mặt ấy Thì cô ấy và bạn bè tôi sẽ nghĩ sao Và bạn đọc của tôi Khi thấy tôi viết ít hẳn đi Họ sẽ nghĩ về tôi thế nào Nhưng rồi tôi tự lý giải Cứ yên tâm Không ai biết cách chuyện ấy đâu Và tôi cho rằng Giữa tiền bạc và nhân phẩm Là một đại lượng tỷ lệ nghịch Muốn có tiền Mà vẫn giữ được nhân phẩm thì như một điều không tưởng. Tôi cũng không băn khoăn nhiều đến việc làm của mình trong khách sạn. Xong, có một điều làm tôi đau đầu. Tôi đã đập vỡ niêu cơm của bọn cò gái chuyên nghiệp. Chúng nó căm tôi lắm. Có hôm từ khách sạn về, tôi bị chúng chặn đường. Thằng trưởng nhóm mặt mày dữ tợn, nồng nặc mùi rượu, tung lấy ngực áo tôi, dọa đất có thổ công, sông có hà bá. Ông anh bước nhầm vào lãnh địa tụi này rồi đó. Liệu mà rút lui? Hôm nay cho một đòn cảnh cáo. Hắn vỗ tay đánh bốp. Ba bốn thằng lực lưỡng lao vào trực đánh tôi. Tôi né kịp, tránh sang một bên, đưa tên một người quen trên công an thành phố ra dọa. Chúng mày đừng có làm càn, Tao chỉ cần một cú điện thoại cho ông hát trên công an thành phố Là tụi mày đi đời Hát là một tên tuổi khá nổi tiếng ở thành phố này Nghe đến tên ông Thằng trưởng nhóm ngẫm nghĩ Từ từ đổi sắc mặt Xuống giọng Nói giỡn với ông anh cho vui Khi nào có món sộp Ông anh cần tìm em út Tụi này sẽ giúp Nói xong hắn đưa cả vị xịt cho tôi rồi chuồn thẳng. tôi chỉ mượn tên ông hát ra dọa, chứ thật tình tôi cũng không quen ông ấy. tôi hú vía và từ hôm ấy luôn cảnh giác với bọn cò gái chuyên nghiệp. sáng hôm sau, ông khách ấy đang bồn chồn đứng chờ tôi. hành lý của ông đã để cả trong quầy tiếp tân. thấy tôi, ông mừng rỡ gọi to. Toàn tao đang cần mày có chuyện gì thế tao phải bay đi bangkok sao mày bảo còn ở đây những hai tuần đêm qua bên ấy điện sang công ty của tao đang có chuyện rắc rối về tiền thuế tao phải quay về ngay tôi lấy làm tiếc cho ông bạn không hưởng được những ngày du lịch trọn vẹn ông khách cũng bùi ngùi chúng tôi từ biệt nhau và hẹn năm sau sẽ trở lại Ông không quên nhắc lại kỷ niệm êm đềm của đêm hôm qua và nhờ tôi gửi lời chào cô gái. Buổi chiều, khi tôi đang ngồi tán gẫu với mấy ông khách thì cô gái tối hôm qua tới. Cô ăn mặc rất diện, áo dài màu thanh thiên, trang điểm rất nhã. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đó là một cô gái nhàn lành. Vừa thấy tôi, cô hỏi ngay. Anh Han có ở trên lầu không anh? Han nào nhỉ? Tôi vờ hỏi lại. Anh Han tối hôm qua ấy. Tôi đành phải thông báo với cô sự thật. Anh Han về nước rồi, anh ấy gửi lời chào cô. Cô gái hỏi như gắt. Cái gì? Ai về nước? Tôi đáp lạnh lùng. Han về nước rồi, không tin thì hỏi tiếp tân. Cô gái chạy lại quầy tiếp tân, và ỉu xìu quay lại đứng trước mặt tôi. Đầu cô hơi rũ xuống và một thoáng thất vọng hiện lên trên khuôn mặt phong xương của cô. Giọng cô gái bắt đầu hỗn xược. Tôi nói cho anh biết, anh Han bảo tôi sẽ ở đây hai tuần. Anh hãy trả lời cho trung thực đi, anh chuyển anh ấy đi đâu? Toàn thân tôi nóng dần, máu dồn lên mặt. Tôi cố giữ bình tĩnh, anh Han đã đi thật rồi. Anh ấy có chuyện cần về nước gấp. Cô gái không còn giữ được bình tĩnh, nói dối. Chính anh ấy nói với tôi bằng tiếng Anh ở lại đây hai tuần. Tôi dốt nhưng không nghe nhầm đâu. Hay anh đã kiếm cho hắn một con khác rồi? Anh bạn cháu chờ, tôi sẽ chơi luật giang hồ. Tôi giận lắm. giữa phòng tiếp tân của khách sạn đầy người ta có tây có thế mà cô gái giang hồ nỡ nói với tôi bằng ngôn ngữ trợ trời như thế nếu là em út hay vợ con tôi chắc tôi đã cho ăn bạt tai nhưng ở đây giữa những người khách nước ngoài mang tiếng là một trí thức tôi cố nén giận máu trong người tôi chạy dần dần và càng cố kìm nén bao nhiêu thì người tôi như ngây dại ra bấy nhiêu Tôi không biết mình đang nghĩ gì Chỉ biết toàn thân như đang lên cơn sốt Thấy tôi im lặng Cô gái càng làm xa Đã làm cò mà còn cháo chờ Không biết thân Con người mang nhân cách tri thức trong tôi vụt biến đi Nhường chỗ cho một thằng người ngổ ngáo Ẩn chứa trong tôi trỗi dậy Tôi vụt đứng lên Và không biết chung quanh đang đầy người cho cô gái kia một bàn tay như trời sáng. Lạ lùng, cô gái không hề khóc, mặt cô đành lại. Cô lừ lừ tiến về phía tôi, nhổ vào mặt tôi một bãi nước bọt. Đồ cò gái mất dạy, không biết nhục. Ném vào tôi câu sỉ nhục ấy xong, cô đi thẳng. Bà chủ khách sạn không hiểu đầu cua tai nheo gì cũng chỉ chiết. Thế mà cũng mang danh là trí thức. Tôi im lặng, cả người tôi như tê dại. Những sợi thần kinh căng ra như một dây đàn. Tôi đang ở vực thẳm của sự tủi nhục và chợt nhận ra. Tốt nhất là nên đi ra khỏi nơi người ta đã xô tôi xuống vực thẳm ấy. Tôi đi ra phía biển, biển rộng đến đường chân trời, gió nhẹ, sóng xanh xô mãi vào bờ. Trước bao la của biển tôi thấy mình nhỏ nhoi Sự việc diễn ra ban sáng như một cuộn băng ghi hình Hiện lại trên võng mạc Tôi xem đi xem lại và thấy cái lý thuộc về cô gái Cô đã đào trúng mỏ và việc ra đi đột ngột của ông khách Đã làm cô mất cơ hội kiếm tiền Tôi không trách cô, chỉ trách mình Tại sao mình lại đi chung con đường với những cô gái ấy? Chiều nhạt nắng, tôi đã ngồi tâm sự với biển suốt mấy tiếng đồng hồ. Biển vỗ về, an ủi tôi, và tôi thấy như không có chuyện gì xảy ra ban sáng. Khuôn mặt tôi như được tạc lại từ buổi sáng bất hạnh này, cứ nặng chịu u buồn. Trên bãi cát lúc ấy có rất nhiều người dạo chơi, từ một con thuyền cách đó không xa những người ngư dân đang lễ mễ khi một thùng cá lên bờ những con cá cảnh biển đủ màu sắc đang bơi trong một thùng nước màu ngọc bích nhìn khuôn mặt buồn bã của tôi một ông già ngực trần dám nắng tiến lại hỏi chú thích cá cảnh lắm hả bây giờ nhiều người thích nuôi cá cảnh khi nào có chuyện bực bội gì cứ ngắm cá bơi là hết thiệt tài nhìn cá dưới biển còn đẹp hơn nhiều thật hả bác chú không tin thử một lần xuống biển với tụi mình trong tâm trạng hoang mang đến cùng cực tôi nhận lời ngày mai đi biển với ông già ông đón tôi trên bãi biển từ sớm buổi sáng gió nhẹ mặt trời như một hòn than khổng lồ nhô lên khỏi sa mạc nước tôi bị vẻ đẹp của biển trời chinh phục mải mê ngắm những hòn củ lao phía khơi xa. Con thuyền như một chiếc cày, dưới mãi vào lớp đất màu xanh đang cuộn sóng. Đến dạng san hô gần một hòn đảo, tôi được ông già chỉ cách ngậm vòi hơi xuống biển. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời hiện ra trước mắt tôi. Những chú cá cảnh đủ màu sắc tung tăng bơi giữa những cành san hô, nghiêng nghiêng như chim muông trong một khu rừng tôi như lạc vào vườn cổ tích ở lại dưới lòng biển hàng giờ trong điều kiện ít không khí phải hít thật sâu tôi có cảm giác buồn phổi của tôi như nở rộng ra tấm lưới của mấy người ngư dân trẻ khép lại và những chú cá tội nghiệp kia phải theo họ lên bờ trong khi vội vàng một con cá mau tiên đâm vào tay một ngư dân anh này á lên một tiếng Rồi nằm vật ra thuyền Chàng trai vật vã Độc tố của con cá này Đã làm anh nhức buốt Ông già phải kéo vòi hơi của tôi lên Và buồn bã thông báo Phải vào bờ ngay Nhìn anh thanh niên đang quằn quại, tôi biết điều gì đang xảy ra. Độc tố của con cá này có thể gây chết người. Và khi thuyền cập bờ, tôi chạy ngay lên phố mua thuốc cấp cứu cho anh như một phép nhiệm màu tôi vừa rút mũi kim chưa đầy một phút anh thanh niên đã nở nụ cười ông già cầm lấy tay tôi chú chẳng khác gì một bác sĩ tôi thú thật vâng con là bác sĩ nhưng con bỏ nghề rồi tại sao lại bỏ con viết văn hèn chi trông khuôn mặt chú cứ buồn buồn sau lần cứu được chàng trai Ông già ngày nào cũng rủ tôi đi biển Những chàng trai trên thuyền đã chỉ cho tôi cách bắt cá Và họ ngạc nhiên Không lâu sau đó tôi trở thành một anh sát cá Chính vì vậy Cuối ngày ông già bán cá xong Cứ nhất định rúi vào tay tôi răm bảy chục nghìn Lúc đầu tôi không nhận Nhưng không nhận cũng không xong với ông già tôi bắt đầu quen với nghiệp mới của mình, nghề bắt cá cạnh. Mỗi ngày lặn xuống biển vài giờ, hít sâu vào lồng ngực không khí trong lành của đại dương, ăn bữa cơm trưa trên thuyền với vài con cá bắt được. Tôi thấy người khỏe ra. Ngày có vài chục ngàn cho vợ đi chợ, đêm đánh một giấc ngon lành. Căn bệnh mất ngủ triền miên không cánh đã bay đi từ khi nào không biết. Thời tiết đã chuyển mùa Biển động Tôi ở nhà đọc Ông già bà biển cả Của Hemingway Và viết những câu chuyện Giữa tôi và biển Chuyện ngắn hạnh phúc đơn sơ Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện ngắn trong phần bình luận dưới video nhé Còn bây giờ mời quý thính giả cùng nghe Mới tờ mở sáng khi chuông chùa giác quang chưa điểm công phu như mọi hôm Bỗng nhiên mọi người trong xóm nghe tiếng bà hai su mô Nói với cái giọng oang oang ngoài đường Đè nữa rồi Hai cái đứa này Nói hoài mà tụi nó đâu có nghe Nhà nghèo tận mạng vậy Mà cứ đẻ năm một Chuyến này phải nhờ tới mấy ông ấp Ông xã Làm giữ với tụi nó mới được Làm tới kiểu này Có ngày con nhà nó sắp hàng Không chừng thành chục có đầu luôn thôi Ông hai xích lô đang kéo lùi Cái xe sát ngạch cửa vợ chồng nhà Điền Ông làm như thế Để con hạnh vợ thằng Điền Dễ bề leo lên xe thẳng tiến vô nhà thương, chờ đến giờ khai hoa nở nhụy. Lại nghe tiếng bà hai sumo cảm giảm chuyện vợ chồng điền. Hai đứa không chịu ghi danh để được phẫu thuật hạn chế sinh đẻ do gia đình quá đông con. Ông hai xích lô cũng góp lời. Bà hai nói chí phải nghe, tôi không nhớ được bao nhiêu lần chở con hạnh đi đẻ. Lần nào nó cũng vậy, nó ngồi trên xe tôi vừa rên rỉ vừa lấy tay xoa xoa cái bụng vừa hứa hẹn nhất quyết đẻ lần chót vậy mà hôm nay tôi lại chở nó đi tiếp đây tôi nghe nói đâu là lúc người ta tới nhà vận động đi cai đẻ con hạnh trốn biệt còn thằng điền thì hứa hẹn cho rồi chuyện giết rồi mấy bà làm bên phụ nữ cũng phát chán coi như quên đứt hai đứa này để rồi tụi nó sản xuất cả bầy như vịt đẻ vậy đó phải không bà thôi anh cũng giúp tụi nó làm phước đi tôi biết anh hai đâu có lấy tiền xe tụi nó hồi nào đâu kệ con cháu lối xóm nó gặp cơn thắt ngặt mà anh chịu bỏ công giúp đỡ vậy là anh hai có tấm lòng bồ tát lắm đó nghe Nghe bà Hai đưa mình lên tận mây xanh, ông Hai rất vui trong lòng. Tâm lý chung con người ai cũng thích được khen, mà khen rất đúng như trường hợp này thì ông Hai có quyền hãnh diện với nghĩa cử cao đẹp của mình. Cám ơn bà nghe, bà Hai. Bà khen là tôi nở lỗ mũi quá mạng rồi nè. Thôi thì hôm nào có dịp cần đi đâu, bà hú tôi một tiếng tôi chở bà đi chẳng những miễn phí mà còn bao bà ly nước mía của vợ chồng thằng cao bán ở trên chợ nữa bà chịu chưa nói xong câu trên ông hai cười vang với điệu bộ sảng khoái vô cùng rồi chợt nhớ lại việc phải làm ông lên tiếng thúc giục thằng điền đâu bây thiệt hết nói vợ đẻ tới nơi mà dị mọ hoài Bày chậm nó mà đẻ trên xích lô tao Tao không có làm ông mụ được đâu nghe Đưa con hạnh gian liền Bày nhớ quơ ba cái đồ đem theo cho nó Đàn ông gì cả chục lứa rồi Mà cứ như mình là trai tân Vợ bay đẻ Mà tao thấy bay như gà mắt đẻ vậy Lẹ lên Tôi còn kiếm mối khác Kiếm cơm nữa ông con ơi Gần 10 phút trôi qua ông hai vẫn chưa thấy điền đưa hạnh ra xe ông hai lầu bầu nói gì đó rồi ông bỏ mặc chiếc xe ngoài sân ông bước vô nhà điền tiếng điền nói vọng ra ngoài ông hai phụ khiêng vợ con lên xe tự dưng hạnh xỉu làm con hoàng vía nãy giờ ông hai vội đi nhanh đến bên hạnh ông lai nhẹ vai hạnh ông khẽ kêu hạnh hạnh ông hai nè bây tỉnh dậy đi bây đừng làm ông với chồng bây sợ nhé. Dường như câu nói của ông hai như một câu thần chú của ông tiên nào đó, hiện ra từ chuyện cổ tích để ban phước lành, cho nên hạnh từ từ mở mắt ra nhìn. Bất giác hai dòng lệ tuôn chảy nơi khóe mắt của hạnh, có lẽ vì quá cảm động với tấm chân tình của ông hai xích lô. Một người lao động nghèo khổ, lam lũ, mà gặp bất cứ chuyện gì cần trong xóm ông hai là người đầu tiên ra tay san sẻ giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần mấp máy đôi môi hạnh nói với giọng yếu xìu con đội ơn ông hai ông hai giúp vợ chồng con nhiều rồi hai vợ chồng con ngại lắm ông xã con nói nhất định sau này phải đền ơn ông mới được nghe nói đến chuyện ơn nghĩa Ông hai dãy nảy như địa phải vôi Ông nói Ơn với nghĩa gì bây ơi Nói thiệt bây Chứ từ lâu Ông đây coi gia đình bây như gia đình của ông Hoàn cảnh ông bây biết rồi đó Ông gom góp lại hết Chỉ có vòn vẹn bốn chữ Tứ cố vô thân Nói đến đây tới phiên ông hai sụt sùi khóc Hai hàng nước mắt lăn tròn trên đôi má nhăn nheo đen đúa cố kiềm cơn xúc động ông hai nhỏ nhẹ hỏi con có sao không lên xe nhanh ông trở đi bệnh viện gấp coi chừng không kịp đó ông đổi cách dưng hô một cách tự nhiên theo cảm xúc trong lòng hạnh với đôi mắt đỏ hoe rồi nói trong nước mắt giàn rụa nhưng cô vẫn cười và tinh nghịch nói ông hai khóc mặt giấu quá à mà đây là lần đầu tiên con thấy ông hai khóc đó chắc tại con để bụng đói quá nên chóng mặt chút thôi giờ con khỏe rồi nhìn thẳng vào gương mặt ông hai hãy nói theo ý nghĩ mới nảy sinh trong đầu của mình ông hai ơi con muốn gọi ông bằng tía có được không ông đừng chê tụi con nghèo mà ông từ chối lời đề nghị của con nhé thằng điền nãy giờ nó ngồi xem và im thiên thít ngay sau lời đề nghị của hạnh dành cho ông hai khiến nó thích thú vì ngoài bà hai sumo bà ông là gần gũi với gia đình nhỏ của nó tối lửa tắt đèn có nhau nên điền nói chen vô ngay con thấy vậy được đó ông hai kệ ông có không đồng ý hai vợ chồng con cứ xem ông với bà hai là tía má nuôi của tụi con rồi đó điền đến bên vợ đỡ hạnh đứng lên trong lúc rửa sang lại quần áo chỉnh tề điền ghé vào tai vợ nói nhỏ điều gì đó ông hai chưa kịp phản ứng với lời yêu cầu của vợ chồng điền bất chợt ông thấy hai cô cậu đột nhiên quỳ gối xuống vái lại ông như vái lại một đấng thần linh nào đó ông còn nghe hai đứa đồng thanh lên tiếng chúng con xin chào tía Chúc tía sống lâu trăm tuổi để thương tụi con hoài hoài. Quá bất ngờ với cái đạo diễn của thằng Điền, ông hai hớn hở mừng ra mặt, ông hóm hình trả lời. Cha trả, hai đứa bày ra cách trò này, bắt giả tía bay chở xe miễn phí bay suốt đời phải không? Thôi được rồi hai đứa, nói được rồi bay còn thi lễ chi cho mắc công? không khéo bà hai su mô bà nói tía con mình đang đóng tuồng cải lương hồ quảng nào đó không chừng thiên bất dung gian ông hai vừa dứt lời thì thấy bà hai xuất hiện trước mặt rồi với giọng mềm mại bà hai cắt cớ hỏi ông tôi nói tía con anh đóng cải lương hồ quảng hồi nào mà anh dèm pha tôi giữ vậy anh hai thấy tía nuôi lúng túng Điền nhảy ra đỡ đạn cho ông hai liền. Dạ hai đứa tụi con mới làm lễ nhận cha làm cha nuôi cho tụi con. Tía con sợ bà hai dị nghị, nói tía con ép lại nhận cha giống trong mấy tuồng cải lương hồ quảng, chiếu trên tivi đó bà hai. Bà hai nghe vậy cười hang hát, bà nói tiếp theo. Ồ, vậy mấy tía con bay dung họp vui quá rồi còn gì? Thôi, Bà hai chúc mừng hai con Thôi bà về nhé Anh hai ở chơi với hai sấp nhỏ Cho vui Khi nào chở con hạnh vô nhà thương Thì kêu tôi theo phụ cho Bà hai vừa dậm bước quay xa Hạnh nhanh nhậu chạy đến nắm tay bà hai nói Má hai khoan về, má ngồi đây Hạnh chỉ cái ghế đầu siêu vẹo Đặt kế bên nơi ông hai đang đứng Bà hai ngồi xuống và trong lòng phân vân vô cùng vì bà mới nghe hạnh gọi mình bằng má tức là vợ nuôi của ông hai xích lô bà chợt nói thầm cha vụ này gay go nhé mình nói chuyện với anh hai sơ sơ mà mấy bà tám trong xóm đồn dùm beng giờ vướng vô vụ này thì mấy bà đó có dịp sàm tấu ác ôn hơn nữa hay mình hẹn lần nữa với hai đứa chờ dịp thuận tiện và nhất định phải xem ngày tốt xấu mới được. có vậy mới thoát cái cảnh éo le này. trong lúc bà hai sumo bối rối bao nhiêu, thì ngược lại ông hai xích lô khoái chí bấy nhiêu. hoàn cảnh hai ông bà đơn chiếc cùng sống trong xóm lao động nghèo, không biết ông bà có tình ý gì với nhau hay không. nhưng bà con quanh đấy. Thấy có hôm ông biếu bà con cá mớ sao, bà thì thi thoảng trao cho ông tô cháo trắng nấu lá dứa thật thơm. Và cái trứng vịt muối bổ đôi với cái tròng đỏ thật bắt mát, mát. Khi thấy hạnh cho bà ngồi cái ghế cạnh bên mình, sợ bà ngại ngùng giữa trốn ba mặt một lời, rồi bà từ chối, thì việc gần gũi tâm tình với bà đối với ông, nó ít nhiều cũng gặp nhiều trở lực. Ông hai dúi thêm vô liền Bà ngồi đi Người trong nhà Không có gì đâu mà mắc cỡ e thẹn Nhớ ngày xưa lúc còn học ở trường làng Bà đâu có ngán ai Bà hai làm mặt nghiêm nghị Dương mắt nhìn ông hai một cái Thấy bà hai làm mặt lạnh như tiền Khiến ông hai thôi không nói châm chọc nữa Hai vợ chồng Điền cũng làm lễ nhận bà hai làm mẹ nuôi không biết hai đứa dành tình cảm cho bà hai nhiều hơn hay không? Thi lễ xong, thằng Điền và con Hạnh sách chai rượu trắng, rót ra đầy ly mát trâu, dâng lên mẹ nuôi, nói nhỏ. Con mời mẹ uống cùng con chung rượu để đánh dấu ngày vui hôm nay. Bà hai bưng chung rượu, bà hớp một hơi cạn sạch, khiến ông hai lé mát lên tiếng khen liền. Chị hai lúc này lên đô giữ hén Ý quên Má nó chứ Giờ này còn chị chị cách giống gì nữa Phải không bà Có chút hơi men Khiến cái tính cả dưỡng của bà hai nổ dậy Bà vang cho ông hai một câu liền Tía nó uống sao lại bằng má nó đây Uống cái đồ cỡ tía nó Gặp tôi là tôi bỏ túi Không thèm giòm Ông hai cũng thuộc dạng không vừa Ông phản pháo lại liền Má nó nói hay rượu nói vậy Để hôm nào con hạnh đẻ đái xong Làm đầy tháng sấp nhỏ Tôi thi tài với má nó nha Lúc đó bà đừng có chạy làng Mất mặt bầu cua lắm nghe má nó Sẵn chớn vui trong lòng Ông hai xích lô gẹo bà hai thêm cho vui Nè má nó Hôm nay mình là người một nhà rồi Vậy, vậy, Bà hai rốt ruột, thấy ông hai ngần ngừ sau câu nói còn giang dở. Bà vội hỏi. Vậy cách gì? Nói ra cho rồi, ông úp úp mở mở hoài. Thằng Điền với con Hạnh nó cũng muốn điên cách đầu, đừng nói chi tôi. Vậy tôi nói nha, nếu có gì không hài lòng, bà bỏ qua nghe bà. Ý má nó chứ. Cái ông này ngộ ghê nhé, rào trước đón sau hoài. Ông làm giết, tôi thấy ông giống mấy ông cảnh sát kéo công xẹt ti na. Chống biểu tình quá trời luôn á. Ông Tám hít hơi thở dài, rồi làm ra vẻ trịnh trọng. Ông nói, mình là người một nhà rồi, vậy tối nay mình ngủ chung nhà nha bà. Một thoáng thẹn thùng trên gương mặt bà hai, nhưng nó cũng thể hiện cái hạnh phúc bất ngờ mà lâu lắm rồi từ lúc chồng bà về bên kia thế giới. Tuy vậy, bản tính người phụ nữ mách bảo, bà phản ứng ngược lại cách suy nghĩ của mình, cố làm cho đối phương không biết đường đâu màn lần. Còn khuya nha tía nó, nhà ai nấy ở, tía nó ơi, ông dáng đạp xe chừng nào có ba cây vàng cưới tôi, thì mới ngủ chung, chứ mới có chung rượu thằng Điền rót cho tôi mà tí nó đòi ngủ chung coi sao được. Nói xong bà hai cười khanh khách, khiến thằng Điền với con Hạnh cũng cười hùn theo mà đau cả ruột. Riêng ông hai thì ông hơi bị quê quê sau câu nói chơi của bà hai. Chẳng lẽ không gỡ gạt lại chút đỉnh làm vốn? Má nó tưởng tôi nói thiệt hả? Tôi thường lòng má nó thôi. Bà nói bà nhớ nhé, Ba cây vàng nhiều nhõi gì bà ơi Hẹn bà ngày cháu mình đầy tháng Ngày đó bà chuẩn bị tái gào Ý tôi nói lộn Tái giá lên xe hoa với tôi nghe Cả gia đình nhà Điền được một dịp thật vui Do chính những người trong cuộc tạo nên Đứa bé trai thật kháu kỉnh Được bà hai ấm đi tới đi lui Hạnh và Điền chuẩn bị làm lễ cúng đầy tháng cho con Ông hai cũng vừa chạy quốc xe cuối cùng vừa đến, giam ba người bạn trong xóm nghèo về tự đông đủ. Trên chiếc đệm trải dưới nền xi si măng, vài món ăn đơn giản được bày ra, cái bánh đẹp nhỏ trang trí rất đẹp để trên bàn. Mọi người nhập tiệc, kẻ thì gửi bao lì xì đỏ, người thì tặng bộ quần áo mai sẵn. Ông hai cũng gửi cho cháu mình bộ đồ thun nhỏ nhắn xinh đẹp, Ông còn móc trong túi cái bao thơ Có chứa một số tiền và năm tấm vé số trao cho Hạnh Tía tặng con một số tiền mà tía dành dụm bấy lâu Tía dự định để dành lỡ con ốm đau bất tử Có tiền nằm nhà thương Mà thôi, tía coi vậy chứ dễ gì bệnh hoạn Cùng lắm vài viên Panadol là khỏe liền Tụi con nhiều con quá Lần này thui cay đẹp đi để còn sức lo cho mấy đứa nhỏ. Ai cũng nói trời sinh voi sinh cỏ. Đành vậy, nhưng voi nhiều quá, Cò mọc không kịp thì nguy. Tía gửi tụi con năm tờ vé số, biết rằng chúng độc đắc như mò kim đáy biển. Nhưng thôi kệ, biết đâu số phận mà. Tía mong tụi con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau câu nói của ông hai, mọi người vỗ tay hoan hô, không khí ồn ào như ong vỡ tổ. Tiếng vỗ tay vừa ngớt, bà hai chợt đứng dậy rồi đến gần ông hai, bà hỏi nhỏ. Tía nó hôm nay không làm lễ vu quy cho tôi hả? Ông thất hứa rồi đó. Nói cho vui vậy thôi, tôi cũng quý anh hai lắm. Mình suốt đời này là một gia đình nghe anh hai. Ông hai cảm động Nắm bàn tay bà Rồi ông run run Đặt lên đấy một nụ hôn chiều mến Cả bàn tiệc được dịp vỗ tay dân trời lần nữa Ai cũng hạnh phúc ngời trên gương mặt Trời cao có mát Đúng như câu ví trên năm tờ vé số Hạnh để hờ trên nóc tủ Vì bận bịu con nhỏ Nàng chẳng buồn nhớ đến bữa sáng nọ từ ngoài chợ ông hai điều khiển chiếc xích lô chạy như bị ma đuổi mấy người quen thấy ông chạy một cách vội vã nhưng họ không hiểu ông có chuyện gì về đến nhà ông phóng xuống xe không kịp kéo thắng khiến chiếc xe vẫn chạy theo quán tính nó chỉ dừng lại sau khi chui vô hàng rào cây dâm bụt của hàng xóm rồi nó lật ngang nằm phơi nắng tại chỗ Bà hai đang phơi quần áo trên hàng rào kém gai gần đó. Nhìn thấy sự việc từ đầu đến đuôi, bà nói một mình. Tía nó chắc bị trột bụng hay sao, mà quang xe chạy một mạch vô nhà vậy ca. Thần tài gõ cửa nhà hạnh bất ngờ. Ông hai được người bán vé số cho hay, năm vé ông mua được chúng độc đắc. Đám cưới đơn sơ trong xóm nghèo, Ông bà hai thật hạnh phúc với sự chấp nối này Từng số phận con người sống trong nghèo khổ đùm bọc lẫn nhau Họ từng chia sẻ đắng cay qua bao tháng ngày Rồi cũng chính họ hôm nay Chia ngọt sẻ bùi cùng nhau với niềm hạnh phúc vô biên Với con đàn cháu đống